Vốn là hot girl xài thành đình đám, Vân Tini còn được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với Pha Nguyễn, trở thành con dâu ông trùng điện tử Sài Gòn. Nếu vẫn còn thắc mắc thì Pha là con trai duy nhất của ông Nguyễn Ngọc Quân, chủ chuỗi cửa hàng đồ điện tử Boss Nguyễn Quân, chuyên phân phối độc quyền loa Boss tại Việt Nam. Cũng chính vì lý do này, Vân Tini là một trong những nàng dâu hào môn được chú ý trong thời gian gần đây. Vợ chồng Pha Bô Nguyễn, Vân Tini Mới đây con dâu ông trùm điện tử Sài Gòn tiếp tục khiến dân tình được phen mắt tròn mắt dẹt khi khoe bô sưu tập túi hiệu của mình. Cụ thể, khi bắt trang trọn một trong hai, một dân mạng đã hỏi cô nàng thích túi hay giày hơn thì Vân Tini đã lấy hình ảnh làm đáp án luôn. Trong ảnh, bà xã pha bô Nguyễn khoe trọn tủ đựng túi xếp kín một bức tường, đếm sơ sơ cũng hơn 50 chiếc đến từ nhiều thương hiệu khác nhau như Hermes, Louis Vuitton, Chế Nội. Lít mắt qua cũng đủ biết không ít tiền được bày trước mặt. Bô sưu tập túi khoảng hơn 50 chiếc của Vân Tini. Cũng trong bức ảnh của Vân Tini, nhiều người cũng thấy lấp ló dạng bơ đồ chơi được mệnh danh là chỉ dành cho nhà giàu. Nếu theo dõi vợ chồng Pha Bô Nguyễn, ai cũng biết cặp đôi có niềm đam mê đặc biệt với hàng hiệu và đồ chơi xa xỉ. Chẳng hạn như Pha Bô sở hữu bô sưu tập hàng trăm đôi giày xịn sò có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Nguyên căn phòng đồ hiệu và đồ chơi xa xỉ của vợ chồng Pha Bô Nguyễn, Vân Tini mỗi một bức hình trên Instagram của vân tini là một chiếc túi khác nhau ảnh ig nhân vật